Tình hình cụ thể như thế nào, nói xem. Báo cáo anh. Cứ ngồi xuống mà nói. Báo cáo anh, em lo cho doanh nghiệp nên chỉ đạo bác đơn. Tất nhiên, vẫn tuân thủ theo nguyên tắc nghề. Đầy đủ cơ sở thì mới bác. Mà hơn nữa, việc điều tra nếu đi sâu thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhất là mảng dự án có liên quan ngân hàng và bộ máy. Nói tiếp đi. Thưa anh là, ở cái giai đoạn tỉnh cũ tách nhập thì có một số dự án về thủ tục giấy tờ chưa phải được làm một cách chặt chẽ. Cho nên nếu bới ra sẽ rất mệt. Cậu là người hiểu vấn đề đấy. Thế nhưng lần điều tra bổ sung này của bên viện kiểm sát thì tình hình sẽ không được nhìn nhận như vậy. Sẽ phức tạp đấy. Vâng, rất phức tạp, thậm chí là nguy hiểm. Với anh, em xin thưa thật là thế này. Nếu như họ đụng đến giai đoạn trước khi lập tỉnh mới, và nhất là những việc có liên quan đến cổ phần của nhà máy đường và lập các dự án liên quan, thì em e là sẽ bung bét rất nhiều chuyện ở Hồng Vũ và Sông Giang. Việc điều tra của cơ quan kiểm sát đến đâu rồi? Hiện tại mới đang ở giai đoạn đầu của dự án bờ sông. Thế nhưng theo em nghĩ rất nhiều khả năng họ sẽ mở rộng thêm ra các đầu mối liên quan khác và cả ngân hàng nữa. Tổng đến cả ngân hàng? Vâng. Bởi vì liên quan đến tài chính, đến dự án thì chắc chắn sẽ động đến ngân hàng. Không được. Việt Thanh đang trong thời kỳ khó khăn. Nhất là sau vụ sập mỏ đá ở Thanh Lâm. Tất cả mọi việc đều cần sự ổn định. Tôi thấy nguy cơ rối to rồi đấy. Vâng. Quan điểm của bên em cũng là như vậy. Thế nhưng mà bên viện kiểm sát thì họ lại không hề nghĩ thế. Em nghĩ ta cần phải có biện pháp cứng rắn hơn. Cậu làm đi. Em thì không làm được rồi anh ạ. Bởi vì còn có ban nội chính đứng sau lưng của viện kiểm sát nữa. Thì đã biết không làm được thì còn đưa ra ý kiến để làm cái gì? Thôi đi về đi. Dạ. Em xin phép ạ. Tôi thấy ông với ông Khôi ấy, chống đánh xuôi kèn thổi ngược lắm. Mọi việc bắt đầu từ ông mà ra đấy. Ông vui tính quá đấy. Chẳng nhẽ tầm cỡ như các ông mà không quản được quân của mình à? Hay mục tiêu các ông ngắm tới đại chính là thằng Vũ này? Tự ông đưa mình ra làm mục tiêu, kêu ca gì. Thì tóm lại, ông với ông Khôi